Hello cả nhà, có xe hơi ở Đồng Tháp lên cả nhà ơi, biển số 66 lại ủng hộ cho Yumi và Nhi cả nhà. Hôm nay rất là vui có từ Đồng Tháp lên lặn lội xa xôi để ủng hộ cho Yumi. Đẹp nhất không sao? Việt Nam đẹp nhất ai tên Bác Hồ? Hay quá vậy trời. Rất là xinh đẹp luôn nha. Hello em, từ Đồng Tháp lên hả Cưng? Dạ không, em Cần Thơ. Cần Thơ hả? Dạ. Cần Thơ cả nhà ơi. Cần Thơ lên nè. Trời ơi. Hello mọi người, em đây. Dạ em nè. Rồi chị gặp cuối rồi qua đây với em ok nha nào. Em qua đây nào ơi. Qua đây lẹ đi. Rồi anh này chứ. Thấy em mau thấy em chưa? Thấy em chưa? Ok thấy chưa? Ok thấy như vậy thấy chưa? Thấy gọi chưa? Ok chưa? Ok, rồi thấy chưa nè. Đó. Ông xã em lên kiếm kìa. Anh đi với chị rồi anh bỏ em. Đẹp trai nha, Yumi đừng giỡn nha. Hôm nay đi hai người nhưng mà em diện mình đi. À, cả nhà hình như bộ Nhi vui quá thấy trai đẹp rồi kiếm miếng lao hát bên kia cả nhà. Ủa gì đó hả, mấy lần tao nhiều quạo vậy chết mình phải chịu hoài. Có chửi là tao quạo thiệt đó. Em mới làm fan vậy mà. Em làm fan mà em giỡn mất dài. Em chưa xếp 100 ngàn lộn xộn mà không đưa địa chỉ. Để chị xếp cái hộp qua cho mày nha. Cho đăng này. Nó cứ suốt ngày nó vô livestream nó kêu xếp 100 ngàn lộn xộn mà địa chỉ nó không đưa. Rồi nó không hỏi nó dở cái hộp tới đó má. Không để. Trời ơi. Live stream là phải vậy cả nhà, phải giỡn vậy nó mới vui đó, chứ không phải là có người coi mà live stream hiền nó đâu không coi. Là live stream nó coi, vậy nó ngộ ghê. Live stream nó phải vậy. Live stream mình nói chuyện nó phải vậy, phong cách live stream nó vậy. Hơn Trần đang học cách live stream mà phải chửi rủa vậy đó hay sao? Phải chi. Rồi cả nhà ở đây không khí bắt đầu có đây, rất là mà nhiều người lại ủng hộ cả nhà. Đây phía bên này khách vô nữa ha cả nhà ha, đó lại ủng hộ. Khách vô. Rồi, qua đây đó bên đây cũng có khách ha cả nhà. Như ui lòng sẽ quá. Chú có hoài, chị xuất tinh chưa chị? Thế chị xuất vô họng em. Nha. Mày vô mà mày comment kiểu đó mày vô giái quá vậy. Thiên Minh Công mày còn cái gì nữa không? Mày còn con cu không? Mày nghĩ sao mà mày hỏi chị ơi, chị xuất tinh vô chị nó xuất vô họng mày. Thằng cắt đảng. Cái mụ nội cha mày ra. Cá phản. Chị đâm ốc. Chị đâm áo cam su lưng đi em mua. Đâm bà nội cha mày chị đau đó, cắt đảng, nó đẻ. Trời ơi là trời. Em nói quá trời đẹp rồi sợ chạy hết trơn rồi sao? Thánh thần ơi mấy đứa này nó comment mà nó mất dạy quá trời rồi. Không chửi không được.
nghĩ sao mà nó vô livestream thấy mà mập đứng ở sau lưng đổ tương nó kêu đâm mà mập đi. Trời ơi. Nó kêu đâm bảo cái mất dạy ghê không? Chị Nhi xíu em 200 lộn xộn về An Giang. Ok em gửi chị 500 đi là 300 tiền ship, 200 tiền cá. Khi nào em nhận thì không biết nha, coi em cứ chuyển khoản cho chị đi, chị ship đi liền. Chúc hai chị bán hết sớm nha. Ok, cảm ơn Hồng Xuyến, dễ thương, vui vẻ nè. Đó, dễ thương. Kìa, em nói sao hai anh trai phía sau anh cười không vậy? Trời em hiền quá trời, mấy đứa nữa gầy em hoài à. Còn nhiều vậy chị bán tiếp đi chị. Chứ chả lấy chuyện bác chị để giọng họng em hả qua xin. Đi qua Simin. Bông lan. Hello chị, em mới vô thấy. Thấy nè, anh nghe rồi. Em nói nhỏ nhỏ được không? Nói nhỏ rồi. Nói nghe nè, thí dụ là mình cảm thấy mà lớn tiếng quá thì giảm cái volume lại, hiểu không? Chứ đây nói chuyện live stream á, 808 dạng người lận. Chứ không phải mà live stream cho một mình đâu. Cái kem hả? Chứ không phải mà đi live stream mà ngồi đó make up làm lộ trang điểm rồi đó. Cái chai gì đâu mà ngồi dễ chân mài với đánh kem phấn kem nền thấy sợ à. Rồi không dám nói chuyện sợ người ta la biết. Rồi cái giờ tới đây tôi vô tôi la làng cái mày đặt tắt live stream. Ở đây tôi không có nết đó đâu ha. Ăn lơ to nói lớn gì đó được không được thì thôi. Nhà bóng kính Dương Hoàng Khương. Bóng bán phở. Phở gì bữa mình ăn chứ quên rồi. À, phở gì đó. À, hồi phở đó ok luôn á. Phở gì quán phở tên gì quên rồi. Anh đăng cái clip lên có view luôn á. Ăn đi. Ờ nha, phải bóng kính bán phở 5 ly. Phở à, đúng rồi, phở 5 ly. Bóng kính bán phở 5 ly. Đối diện cây xăng ở ngay vô thị trấn. À, đối diện cây xăng gì quên. Đối diện cây xăng Quốc Bảo. Đó mắc dạ giá máy thấy không? Đó, bữa đó vô ăn luôn mà, vô trai đẹp bao luôn. Ủa bữa đó không có anh Tâm hả? Bữa đó Tâm không có đi. Bữa đó Tâm về về á. Anh Trắng chồng chị qua chưa chị? Nó chuẩn bị qua nha. Ê hay cái quách á. Cái miệng này mà ghép vô cái lỗ mũi của Thu Phương là khỏi chê. Mày khỏi chia rẽ chị em tụi tao. Mày nói gì chị em tao cũng có gây lộn đâu má. Đừng tát anh. Ờ đừng có tát tên ai vô hết trơn. Đừng có ngồi trang điểm mà live stream nữa là được rồi. Hiểu không? Thí dụ mà có trang điểm đi sinh nhật đi tiền á thì giấu cái mặt đi, đừng có trang để đừng có live stream. Để người ta nói cái bắt đầu nói sao em kỳ quá vậy. Rồi đừng có 3-4 giờ sáng rồi ngủ BD đi về nhà. Trời ơi là trời. Tốt lành gì. Đi tu mà nó còn cua tôi nữa đó. Trời ơi. Ai tu vậy? Thầy nó đi tu vậy? Khóa tu mùa hè mà nó còn cua em nữa. Trời ơi là trời. Nó tịnh chỗ nào đâu nói nghe coi. Người ta đi tu khóa tu mùa hè để người ta tịnh mà nó tịnh chỗ nào còn trái khế không. Hái chấm muối luôn đi em. Trái khế của em đang ngâm chua chứ không có chấm muối được. Anh thích thì qua đem gửi tặng cho anh nha. Chua dẻ. Chửi gì đó mấy bà anh má vô ùn ùn. Chị Nhi cho em tiền đi lên Sài Gòn em mua 200 tiền cá chiên. Không chị có gặp tiền nha em. Tiền chị có một. Nhà bé vui vẻ nha. Thí dụ mà em muốn thì em cho chị địa chỉ đi. Chị ship 200 ngàn cá viên chiên về dưới nha. Chị với chị 500 nha bé vui vẻ nha. Khi mới yêu mỗi người thêm phấn vào cá viên vậy. Thêm chút phấn vô rồi sao ăn. Thêm chút phấn vô cá viên rồi sao ăn má. Trời đất ơi mày khôn ghê, mày bỏ phấn cho cá viên chiên rồi sao mày ăn. Chị quá trời rồi. Sao vậy Nguyễn Khang bán 1000 đồ chiên đi nha chị. Ok cưng qua đây đi chị cho nè. Qua đây cưng ăn gì chị tặng. Chị không có bán. Nha qua sơ, qua simi. Em ăn gì qua đây chị tặng chị không bán. Chị có bán thuốc sức đít không chị? Trời ơi. Mày mất dạy. Tao có bán thuốc sức đít. Mà tao có bán bông băng thuốc đỏ đi là đánh cái mỏ tụi mày đó. Đánh cái mỏ tụi bay chảy máu tụi tặng cho bay bung băng với thuốc đỏ đó. Chồng quỷ chồng ma. Hello Bùi Tú. Kêu Yumi bán anh cây bát. Ok lấy gì Lee Vinh gì kìa bán cái bát kìa má. Đâu em tin quà. Lee Vinh gì kìa. Mặt bát mới chứ không có bán quát nha. Em tin quà giùm em. Em thích coi chị chửi. Ok em gán được mọi người cà khịa bội nhiên nhiều nhiều đi xíu khương lòn tay cho. Trời ơi đồ cái thứ BD mà BD bán phở tạo nghiệp. Đủ cái BD mà BD gì Long Xuyên Châu Đốc, BD mà BD trang điểm vẽ chân mài, BD mà BD đánh nền,
VD mà VD quỷ VD ma kẹo hoài vậy đó, tức ghê vậy đó. Lấy em chai dạ hương, dạ hương em lấy em uống hả bé, em lấy dạ hương em uống hả, em uống đi bé, đưa cho chị địa chỉ đi, chị gửi cho màu xanh cho màu tím để chị uống nha, bỏ miếng đá em ngủ nguyên nhà uống chung với bé, ca pha vô ca bự á hiểu không, bỏ miếng đá vô uống ngon lắm, dễ thương cái bộ thiệt. Người đẹp quá, cảm ơn Tan Bảo Bảo, cái miệng quá trời thương. Thiên Tú, dạ Nam Mô. Em ở núi Sập An Giang, kệ em nha Nguyễn Thi. Ê, mày nói mày ở núi Sập An Giang mà mày kêu tao ship cái viên tiêu quận 5, mày ship đi đâu? Mày ship qua cái chỗ bán hòm cho mày hả? Hả con quỷ cái? Trời ơi là trời. Nghĩ sao mà nói An Giang núi Sập mà nãy nó giờ lại kêu ship An Giang núi Sập mà tới nhà tao đi vô nữa má. Mà nó kêu nãy giờ là cái nick nó kêu ba ship 100 ngàn lộn xộn qua quận 5 đó má. Đó thấy giỡn mất dạy thất hồng. Thất hồng. Nói chứ còn nhiều không em, còn nhiều nha. Gửi cho em 1 triệu vui vẻ đi Dương Hoàng Khương. Mấy đi ra? 2 triệu cũng được. 2 triệu càng vui hơn. Triệu miếng nó gửi hôn chứ nó 2 triệu. 2 triệu hai đứa em đi trang điểm make up đồ nè. Rồi giờ người ta live stream đồ nữa. Hello Tài Đàn. Nào qua Tân Bình ghé thì ba em chơi nha chị Nhi. Ok Cưng Bùi Tú. Ghé ở bệnh có được chế không Cưng? Có được uống cà phê rồi. Ghé vô thì ba có được uống cà phê rồi không? Qua chế vui vẻ luôn. Có được chế uống cà phê rồi đó, vui vẻ rồi đó Cưng. Lấy anh 100 ngàn anh mời mấy anh YouTube đi xíu anh chuyện phải. Ok vui vẻ mấy anh YouTube thì mời cái 100 ngàn. Thấy không? Khương nó mời. Rồi cảm ơn Khương nha. Ok cảm ơn bóng kính Dương Hoàng Khương nha. Xin hô lại coi. Đủ đó. Xin hô lại. Cảm ơn anh Ghệ nha. Anh Ghệ bóng kính bán phở, phở bò 5 ly. 5 ly. Xin hô lại đàng hoàng. Ở thị trấn An Tôn. An Tôn. Ờ đó. Chị Tôn. Chị Tôn. Cảm ơn anh Ghệ nha. Mày thêm nha. 120 gì đẹp không? Đây. Cảm ơn anh Ghệ 5 ly nha. Kìa lựa cho mấy ông YouTube 100 ngàn đi kìa. Rồi, có đồ ăn rồi. Có đồ ăn vui vẻ. Vậy hồi đó anh tự lựa nhá. Dạ rồi. Điều gì kỳ vậy ta? Trộn chặt cái gì ghê luôn á. Liệu gì? Có thiệt. Liệu dễ sợ. Liệu gì vậy má? Nãy giờ có ai liệu gì đâu.